anh em song sinh. Hai anh em lại gây nhau rồi à? Ôi, hai đứa bị làm sao thế? Mẹ ơi, Hòa anh ném ổi vào đầu con. Tại Hòa em mà con bị con Buôn nhà ông Mẫn đuổi. Sao con Buôn lại đuổi con? Tại vì Hòa anh trộm ổi nhà ông Mẫn. Tại Hòa em khóc rống lên nên con Buôn mới phát hiện ra. Tại Hòa anh ném ổi vào đầu con. Nào được rồi, nghe mẹ nói nè. Hòa anh đi trộm ổi là sai rồi. Sai rồi. Nhưng Hòa em đi cùng anh nên là đồng phạm rồi con gì? Hả? Là đồng phạm. Thế nên hai anh em cùng bị phạt một tuần không được ăn kem. Thế nha, giờ hai đứa đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nào. Dạ. À mẹ ơi, chiếc tất này bị con Buôn gặm mất một miếng rồi. Mai mẹ mua cho con đôi tất mới nha mẹ. Để giặt xong mẹ mang lại cho. Chiếc kia vẫn còn tốt mà, bỏ chiếc này đi thì đáng thương lắm. Anh, gọi đầu cho em. Không, em tự gọi đi. Từ giờ anh không chơi với em nữa, chỉ suốt ngày gây chuyện thôi. Anh đi chơi một mình thích hơn. Tại Hòa em mà ra cả. Mình đi chiếc tất thủng ấy, tụi bạn mà thấy thì... Chào mẹ, con đi học. Hòa Anh, con đưa cho thầy giấy xin nghỉ ốm của Hòa em nha con. Dạ. Thích thật, không có Hòa em lẻo nhẻo bám theo. Thích thật, thích không chịu nổi. Mẹ ơi. Ừ, mẹ đây. Mẹ ở trong phòng hai đứa nè. Hòa em vẫn chưa giảm sút. Tối nay con ngủ ở phòng ba mẹ nha. Mẹ ngủ với em để trông em. Dạ. À, mẹ mạng tất cho con rồi nè. Mẹ để ở trong phòng ba mẹ ấy. Dạ. Ngủ thôi Hòa Anh. Chà, lâu lắm ba con ta mới được ngủ cùng nhau. Con còn tè dầm không đấy? Ba không được nói linh tinh. Chỉ có Hòa em mới hay tè dầm thôi. Được rồi. Ba ơi, nhà mình có nghèo lắm đâu mà mẹ bắt con đi chiếc tất bị thủng nè ba. À, chiếc tất này hả? Ba thấy mẹ mạng lại cũng đẹp mà con. Với cả con thử nghĩ xem, chiếc tất này vẫn đi được. Nếu con bỏ nó thì chiếc tất còn lại biết làm sao. Đợi em với. Không đợi đâu. Bắt được rồi. Từ nay anh sẽ gọi em là tất trái. Nếu em là tất trái thì anh là tất phải. Ừ, em là tất trái, anh là tất phải. Anh em mình là một đôi tất, lúc nào cũng đi với nhau. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa, già láng mịn. Chú chó trung thành. Nào, Vịnh giỏi lắm. Dũng, em có thể bảo con cúng ngừng sủa không? Ồn ào quá, chị còn phải học bài. Chị xuống chơi đi, con Vịnh đáng yêu lắm mà. Mẹ mới mua nó cho em đấy. Hừ.
để chị bôi thuốc cho em nha. Đồ đáng ghét, chết mày này, mày dám động đến công chúa của tao hả? Không sao đâu, không sao đâu. Sao chị lại ngược đãi phệnh như thế hả? Ngược đãi cái gì? Em không thấy là con mèo của chị bị nó tấn công thế này à? Nhưng con mèo tranh đầu ăn của cún trước. Cái loài chó xấu xí, tối ngày chỉ biết sủa inh ỏi, đến mà ghê. Không hiểu sao mẹ và em lại thích chúng. Chị đừng nghĩ xấu về chúng như thế. Chó là loài động vật rất trung thành và sống tình cảm nữa. Chị thử làm bạn với vện xem. Không thèm. Đi ra đi. Mèo mèo. Biến đi chỗ khác, đồ xấu xí, bẩn thỉu. Tối nay ba mẹ và em Dũng có việc nên về trễ. Con nhớ cho Vện ăn uống tử tế. Mà mẹ thấy em Dũng nói là nhiều lần con đối xử không tốt với Vện đâu nhé. Làm gì có chuyện đó ạ? Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận rồi cứ ngủ trước đi. Vâng ạ. Mày đừng hòng ra ngoài làm phiền tao nha. Con Vện đáng ghét, lại sủa bậy rồi. Mình phải xuống cho nó một trận mới được. À! À! Vện ơi! Vện ơi! Em không sao chứ Vện ơi? Vện giỏi lắm, hôm nay có em chị mới được an toàn. Cảm ơn em nhiều lắm, chị thật ân hận vì đối xử không tốt với em. Yên tâm đi, chị sẽ băng bó cho em. Những chiếc gối mới. Mẹ ơi, con về rồi. Chào con yêu. Mẹ ơi, ngày mai có ngày hội đấu gối ở quảng trường đấy mẹ ạ. À, sẽ có một cơn mưa lông vũ tuyệt đẹp như mưa tuyết ấy mẹ. Vậy sao? Mọi người sẽ dùng gối chiến đấu với nhau cho đến khi chiếc gối rách tung ra. Nỗi buồn sẽ bay theo lông gối mẹ ạ. À, quyết liệt thế cơ à. Mẹ đi cùng con nha, vui lắm đấy ạ. À, được rồi, mẹ sẽ đi. Sara. Sam, cậu đi đâu về thế? Tớ vừa ở tiệm giặt ủi về. Cho cậu này. Wow, đẹp quá. Cảm ơn cậu. À phải rồi, mai cậu có đi ngày hội đấu gối không? Mai tớ lại có việc bận rồi. Cậu đi vui nha, tạm biệt. Chiếc mũ đẹp đấy. Vâng ạ, là Sam cho con đấy ạ. À, thôi, con lên vẽ gối đây. Mẹ, nhìn kia. Tiến lên. Ôi, mẹ ơi, thích quá. Cháu có muốn cô giúp không? Dạ, không ạ. À, cảm ơn cô. Mẹ ơi, về thôi, con nóng quá rồi. Sara này, tại sao hôm nay con không rủ bạn Sam đi cùng? Bạn ấy bận mẹ ạ. À, tiệm giặt ủi nhiều việc lắm. Con có muốn mua cho Sam một cây kem để cảm ơn về chiếc mũ hôm qua không? Hay đấy mẹ ạ. À, Sam ơi. Sara, chào cô ạ. À, cho cậu này. Cảm ơn cậu về chiếc mũ hôm qua. Cảm ơn cậu. Cái gối này cậu lấy ở đâu ra vậy? Tớ lượm ở quảng trường lúc sáng.
Thế mà hôm qua cậu bảo bận không đi được. Lại nhặt đúng cái gói của tớ nữa mới hay chứ. Sarah, có thể Sam đến không phải để đấu gói như con. Đúng không Sam? Nhanh lên mẹ ơi! Bà ơi, cháu tặng bà chiếc gối này. Chúc bà ngủ ngon ạ. Cảm ơn cháu. Bà cháu nói ban ngày họ rất vất vả, ban đêm họ đáng được ngủ ngon, nên cháu và ba sẽ thu lại những chiếc chăn cũ bẩn, mang về tiệm giặt, tối hôm sau trả lại cho họ. Hôm nay họ còn có thêm cả gối nữa, chắc là ngủ sẽ ngon lắm mẹ nhỉ? Đúng đấy, gối em thế này cơ mà. Năm sau tớ sẽ không chơi đấu gối nữa đâu. Bọn mình cùng đi lượm bông về nhồi gói nha. Nhất trí nha. Nhất định thế. Mẹ sẽ làm tài xế giúp hai bạn vận chuyển gói. Quyết tâm. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.